Nhìn vào một chai rượu vang, bạn có bao giờ tự hỏi về những câu chuyện mà nó mang theo? Chắc chắn, đằng sau những dòng chữ trên nhãn của mỗi chai rượu là một thế giới đầy kỳ diệu, một hành trình của thời gian và nghệ thuật. Hôm nay, hãy cùng Rượu Vang Cao Minh dạo quanh một trong những biểu tượng ấy mang tên Sato Sanpere. Không chỉ được biết đến với hương vị hoàn hảo mà còn chứa đựng cả một câu chuyện đằng sau nó, một dấu ấn của thời gian và sự đam mê. Được nhắc đến lần đầu vào niên đại từ thế kỷ thứ 16. Khi đó, vùng đất này là một điền trang thuộc về hầu tước de Chevry. Cho đến năm 1767, nam tước Saint-Pierre mua lại đã chính thức khai sinh ra Sato Saint-Pierre. Nghiêm túc phát triển giúp ông nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công và tạo dựng được danh tiếng lừng lẫy trong giới sành vang bấy giờ. Sự ra đi của ông vào năm 1832 để lại nhiều nuối tiếc cho những ai yêu thích rượu vang Sato Saint-Pierre và cũng là cột mốc đánh dấu cho sự phân chia, tạo nên Sato Saint-Pierre Pontef và Sato Saint-Pierre The Fighter. Quản lý một điền trang chưa bao giờ là dễ dàng và hai cô con gái đã không thể gìn giữ và phát triển những gì cha để lại. Nhưng với thành quả đã gây dựng nhiều năm, Sato Saint-Pierre vẫn vinh dự được góp mặt trong bảng xếp hạng rượu vang Grand Prix Classe 1855 danh giá. Thiếu kinh phí và tầm nhìn chiến lược, đến đầu thế kỷ thứ 20, điền trang này chỉ còn 2,5 hecta trồng nho. Ngay sau đó, khu đất này được bán đi cho những doanh nhân người Bỉ. Năm 1981, Henry Martin mua lại những phần cuối cùng của Sato Saint-Pierre từ tay hầu duệ nhà Saint-Pierre và nhanh chóng sáp nhập những phần còn thiếu, chính thức hoàn tất vào năm 1982, trả lại Sato Saint-Pierre nguyên vẹn như ngày ban đầu. Xuất thân từ một gia tộc lớn tại Bordeaux có lịch sử làm vang hơn 300 năm, Henry Martin sớm bộc lộ tài năng và đam mê với ngành rượu vang. Trước khi mua lại Sato Saint-Pierre, ông cũng đã sở hữu một bất động sản khác ở Saint-Julien là Sato Gloria. Dưới bàn tay của ông, Sato Saint-Pierre dần lấy lại sức sống vốn có. Thông qua thừa kế, con gái và con rể của ông đang tiếp quản điền trang này. Giữ vững tầm nhìn của cha, con rể Jean-Louis luôn đưa Sato Saint-Pierre dẫn đầu về công nghệ. Nơi đây là điền trang đầu tiên ở Médoc sử dụng hình ảnh vệ tinh để xác định những lô vườn nho đã sẵn sàng để thu hoạch. Năm 2016, dự án cải tạo hoàn thành. Từ lâu đài, vườn nho, hầm rượu, phòng tham quan đều được tân trang toàn bộ. Sau nhiều lần phân tách và sáp nhập, Sato Saint-Pierre chính thức có 17 hecta với 75% là nho Cabernet Sauvignon, 15% Merlot và 10% Cabernet Franc. Nơi đây được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng cho khí hậu và thổ nhưỡng, đất sỏi cát và đất sét lý tưởng để cây nho phát triển mạnh mẽ, trung bình. Những cây nho này có tuổi đời khoảng 50. Để quản lý dễ hơn, vườn nho được chia thành 4 khối. Mặc dù có hầm rượu mới từ năm 2016, nhưng rượu vang lại không sản xuất tại Sato Saint-Pierre. Nho sau khi thu hoạch sẽ được vận chuyển sang Sato Gloria. Ở đây, quá trình sản xuất rượu vang được thực hiện bởi cùng một nhóm kỹ thuật do Remy de Contagio đứng đầu. Họ sử dụng 76 thùng thép không gì khác nhau, có kích thước từ 5.000 lít đến 17.800 lít để lên men cả hai loại rượu, Sato Saint-Pierre và Sato Gloria. Sau đó, rượu được nuôi dưỡng trong thùng gỗ rồi pháp mới trung bình 60% trong khoảng 16 tháng. Tùy thuộc vào phong cách và đặc tính của rượu từng niên vụ, nếm thử Sato Saint-Pierre, bạn sẽ cảm nhận được sự bùng nổ hương thơm trái cây chín mọng như mâm xôi và quả lý chua đen, thoang thoảng chút than chì và thịt hun khói. Vị ngọt ngào thanh tao, vị chua nhẹ nhàng tinh tế cùng tan nanh mềm mại tạo nên cấu trúc hoàn hảo, dẫn dắt bạn đến với hậu vị lưu luyến khó quên. Hãy nâng ly Sato Saint-Pierre, chạm khẽ vào môi và cảm nhận tinh hoa của vang Bordeaux huyền thoại. Vị ngọt ngào của trái cây chín mọng trong vang hòa quyện hoàn hảo với hương vị đậm đà của thịt đỏ, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Tan nanh mềm mại của vang như ôm lấy từng thứ thịt, mang đến cảm giác mềm mại và tan chảy trong miệng. Hậu vị lưu luyến của vang kết hợp với vị béo ngậy của phô mai tạo nên dư vị khó quên. Hãy để Sato Saint-Pierre dẫn dắt bạn vào hành trình khám phá ẩm thực đầy mê hoặc, nơi hương vị vang hòa quyện hoàn hảo với tinh hoa ẩm thực thế giới. Nếu là một wine lover thực thụ, chắc chắn bạn sẽ phải bổ sung ngay Sato Saint-Pierre, huyền thoại vang đỏ Bordeaux vào bộ sưu tập rượu vang quý của mình. Và hãy tới ngay Rượu Vang Cao Minh, đơn vị nhập khẩu và phân phối rượu vang uy tín, có hơn 11 chi nhánh trên toàn quốc để được nâng tầm trải nghiệm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Rượu Vang Cao Minh. Hy vọng quý vị đã có những trải nghiệm thú vị và bổ ích về chai vang huyền thoại này. Hãy like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về những chai vang lừng danh thế giới. Rượu Vang Cao Minh hân hạnh đồng hành cùng quý vị trên hành trình khám phá những tinh hoa vang độc đáo. Để sở hữu ngay các sản phẩm rượu vang nhập khẩu chất lượng với những chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline
0931 833 666 hoặc ghé thăm các showroom của Cao Minh trên toàn quốc để nhận được sự tư vấn tận tình từ các chuyên gia. Bằng cả trái tim, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.